mềm thì đây là một màn hình quản lý tất cả các thương vụ nhìn lên đây thì mọi người sẽ thấy đó là cái quy trình bán hàng được thiết thiết kế ra từ đầu đến cuối đây ví dụ như lúc nãy là chúng ta đã chạy xong quảng cáo thì nó sẽ ở bước đầu tiên đây được coi là một cái thương vụ mà chúng ta đang theo đuổi có bạn sale là bạn hùng đó, và bạn đấy đang làm với công ty là Elixlink đầu mối đó là anh Tuấn Anh Alex Linh là khách hàng, anh Tuấn Anh là liên hệ và bạn Hùng ở đây là sales. Bây tạo ra một cái màn hình này gọi là pipeline là đường ống theo một cái hành trình khách hàng từ bước là họ có nhu cầu quan tâm, mình tiếp cận họ, mình đề mua sản phẩm, gửi báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng và thanh toán. Đó, đó là một cái phễu, một cái hành trình với bộ phận sales. Việc mà mà mình thiết kế ra một cái cái phễu bán hàng như thế này này một đường ống bán hàng giúp cho mình có thể đo được tỷ lệ là ví dụ có 100 khách hàng vô thì bao nhiêu khách hàng mình tiếp cận bao nhiêu khách hàng mình thực hiện được đề demo sản phẩm bao nhiêu khách hàng mình gửi báo giá bao nhiêu khách hàng mình đàm phán chốt hợp đồng và thanh toán và dần 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 trong quá trình mà mình mình sales đủ nhiều thì mình sẽ sinh ra được một khái niệm đó là tỷ lệ chuyển đổi dần dần công thức nó sẽ xuất hiện từ đây đó là khi mà chúng ta biết đó là giả sử cứ 100 khách hàng vô đăng ký tìm hiểu thì sẽ có khoảng là 15% khách mình book được demo sản phẩm ờ, trong 15 khách đó thì sẽ có 10 khách chấp nhận gửi báo giá đó. có có 7 khách là đàm phán và có 5 khách là chốt hợp đồng và cuối cùng là có 3 khách là thanh toán thì dần dần là chúng ta sẽ sinh ra được một cái tỷ lệ chuyển đổi theo từng mô hình kinh doanh đó, có thể là từ bước đầu tiên là 100% đến bước cuối cùng là khoảng 1, 2 hoặc 3%, 4% gì đó. Và dần dần chúng ta sẽ tạo ra công thức đó là để tạo ra được 10 điều, 10, cái 10 thương vụ thành công ấy, thì chúng ta cần phải tạo ra được 1.000 khách hàng tiềm năng quan tâm về sản phẩm dịch vụ của mình. Và đâu đó trong 1.000 này, 1.000 khách hàng quan tâm sản phẩm dịch vụ thì chúng ta sẽ book được khoảng 150 cuộc hẹn với họ. Thì khi này chúng ta sinh ra được các con số và nhờ các con số này thì chúng ta có thể gọi là forecastable cái doanh thu và cái kết quả trong tương lai. Chưa dừng lại ở đấy thì nhờ cái việc theo dõi trên này thì chúng ta cũng sẽ biết được là tỷ lệ chuyển đổi của từng bạn. rồi điều sai trung bình của từng bạn để để tìm ra công thức cho mỗi một nhóm level hoặc là mỗi một bạn sale nhất định từ đó đưa ra các hướng để để training đào tạo cho các bạn ở trong tương lai. Thì đây là cái ý nghĩa đầu tiên của cái việc đó là tạo ra một hành trình khách hàng ở trên giao diện trên bay crm